tình trạng thần kinh có thể tàn phá. Các tình trạng như Alzheimer ngày càng trở nên phổ biến khi dân số nói chung bắt đầu già đi, có thể ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức, trí nhớ và chất lượng cuộc sống của một người. Khi nói đến việc quản lý một tình trạng thần kinh, phát hiện sớm có thể là chìa khóa. Nếu được phát hiện sớm, các phương pháp điều trị có thể làm chậm sự tiến triển của tình trạng thần kinh hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của nó đối với một người. Một ứng dụng điện thoại thông minh mới có thể tạo cơ hội cho mọi người sàng lọc và phát hiện nhiều tình trạng thần kinh này tại nhà, chỉ đơn giản bằng cách chụp cận cảnh học sinh của họ. Ứng dụng này được mô tả trong một bài báo được trình bày tại hội nghị tương tác giữa con người với máy tính ACM về các yếu tố con người trong hệ thống máy tính diễn ra vào ngày 5 tháng 5. Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những thay đổi về kích thước đồng tử có thể nói lên rất nhiều điều về chức năng nhận thức của một người, khiến nó trở thành một cách quan trọng để phát hiện những dấu hiệu bất thường về tình trạng thần kinh. Ví dụ, một số nghiên cứu nhấn mạnh rằng kích thước đồng tử có thể có mối tương quan với trí thông minh. Thông thường, kích thước đồng tử lớn hơn báo hiệu trí thông minh cao hơn. Sử dụng máy ảnh hồng ngoại thường được điện thoại thông minh sử dụng cho các tính năng nhận dạng khuôn mặt và máy ảnh thông thường của điện thoại thông minh để theo dõi những thay đổi về kích thước. Đối với đồng tử của ai đó, tia hồng ngoại giúp phân biệt giữa đồng tử và mống mắt, cho phép ứng dụng hoạt động với nhiều màu mắt. Trong bối cảnh lâm sàng, kiểm tra phản ứng đồng tử thường là thủ tục bắt đầu để đánh giá kích thước đồng tử. Mặc dù xét nghiệm này có thể là một công cụ hiệu quả để phát hiện các tình trạng tiềm ẩn về thần kinh, nhưng xét nghiệm này cũng đòi hỏi thiết bị đắt tiền, khiến bệnh nhân không thể tiếp cận được. Máy đo độ nhộng là một loại công cụ chuyên dụng cần thiết để thực hiện xét nghiệm. Khi các bài kiểm tra phản ứng của học sinh được thực hiện bằng máy đo đồng tử được so sánh với phép đo đồng tử được thực hiện bằng ứng dụng điện thoại thông minh, kết quả cho thấy ứng dụng điện thoại thông minh có thể mang lại kết quả thuận lợi tương tự như máy đo đồng tử. Mặc dù còn nhiều việc phải làm trên ứng dụng, nhưng nó vẫn hứa hẹn là một công cụ chẩn đoán và sàng lọc tiềm năng mạnh mẽ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.